Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ có 10 phút tập khí công với nhau. Và cái bài tập hôm nay là bài tập giật cân kinh. Nếu mà chúng ta không có khả năng nhớ nhiều động tác phức tạp á, thì đây là cái bài tập rất là đơn giản. Chúng ta chỉ có việc nhớ cái vẫy tay thôi. Và cái lúc vẫy tay á, mình sẽ theo dõi hơi thở. Cái bài tập này á, nếu mà chúng ta tập thường xuyên, nó sẽ giúp cho mình sẽ tăng cường cái sức khỏe của mình, cũng như là ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Xin mời đại chúng mình đứng bằng hai chân trần đó, mình đứng hai chân song song với nhau, rộng bằng cái vai của mình. Mình nhíu cái ngón chân mình vào bên trong đó, đồng thời mình nhíu cái hậu môn của mình lại. Sau đó thì mình từng ngón tay á, mình sẽ đan sát vào nhau như thế này. Mình sẽ để từ trước ngực của mình, cái lưỡi của mình á, đưa lên phía cái hàm trên. Và từ cái phía trước ngực của mình á, mình sẽ vẫy xuống, dùng lực vẫy xuống. Xong rồi mình đưa lên lại, đó, mình cứ vẫy như vậy đó. Và mình thở tự nhiên bằng cái mũi, thở vào này, thở ra. Hai cái chân của mình á, rất là căng lên và nó vững lên. Mình cái chân của mình và cái hậu môn của mình á, nhíu lại với nhau như vậy đó. Thở vào, thở ra. Mình thở một cách tự nhiên bằng cái mũi, buông thư cánh tay của mình. Mình dùng lực mình vẫy xuống và nó đưa lên, vẫy xuống đưa lên vậy đó. Nở nụ cười, nở nụ cười với chính bản thân mình. Thở vào này, ra, vào, ra. Mình có thể để ý cái phần bụng của mình, để ý là mình thở vào cái bụng của mình phồng lên, thở ra cái bụng mình xẹp xuống, nhưng đồng thời mình ý thức cái tay của mình đang vẫy, mà ý thức cái chân của mình á, trên mặt đất. Thở vào, thở ra. Mình rất là hạnh phúc khi mình mà có thể vẫy tay, mình có thể đứng được trên mặt đất, phải không? Cho nên mình rất là ý thức là mình đang còn sống này, mình còn vẫy tay được là mình hạnh phúc lắm. Thở vào, ra, vào, ra. Mình để hơi thở của mình tự nhiên. Mình không có suy nghĩ, chỉ có theo dõi thở và cảm nhận cái cơ thể của mình thôi, cảm nhận cái việc vẫy tay. Thở vào, ra. Hôm nay thời tiết trên núi rất là đẹp, cho nên khi mình vẫy tay như vậy á, mình tập ba khí công này ở ngoài, mình thở mình sướng lắm. Thở bằng cái mũi và mình cảm giác như mình đang được hòa nhập với thiên nhiên. Đó, thở vào này, ra, buông thư cái mắt của mình, nở một nụ cười. Mình tập một hồi tự nhiên mình cảm giác cái chân của mình nó hơi bị mỏi, bởi vì mình dùng những ngón chân, mình nhiều những ngón chân lại, cũng như cái mông của mình, mình nhiều cái hậu môn của mình, nó sẽ tăng cho mình cái khả năng gọi là để cái khí 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 độc ra, cũng như mình thông qua huyệt đạo từ cái mông của mình, từ cái chân của mình đó. Cho nên mình cảm giác là mình vẫy tay nhưng mà mình thấy cái chân mình từ từ cũng cảm giác mỏi, thì đó là tự nhiên thôi. Mình vẫy tay hôm nay trong vòng 10 phút, và sau khi 10 phút thì mình có khả năng mình sẽ thư giãn cái chân của mình lại. Thở vào, thở ra, mình cười vào, ra. Từ từ mình vẫy mạnh hơn,
Cái hơi thở của mình á, nó sâu hơn và nó chậm hơn. Thở vào. À. Vào mình về tay mình tập khí công mà cũng như là mình đang thở thiền cái đó, mình ý thức về cái cơ thể của mình, mình ý thức về cái việc về mình đang về tay và mình cười, mỉm cười với bản thân của mình. Ý thức của mình đứng trên đất mẹ này, mình đang vẫy tay này, mình đang còn sống rất là hạnh phúc, thấy mình rất là may mắn. Thở vào ra vào mình thể từ từ mình sẽ giảm nhịp độ xuống và mình chậm cái bàn tay của mình lại, mình thả lỏng từng cái ngón chân của mình ra. Đó, di chuyển cái chân của mình qua trái qua phải, mình có thể lắc cái tay của mình, lắc tay lắc chân, mình buông thư, sau đó thì mình sẽ nhảy làm cho từng cái ngón chân của mình á sẽ chạm mặt đất và kích cả cái huyệt đạo. Thở vào này, thở ra, vào, ra, hay quá, massage hai lòng bàn tay của mình. Và ngã sau của bàn tay trái, bàn tay bên kia. Sau đó mình sẽ massage ngọc của mình, giãn cùng mặt của mình. Massage cái lưng của mình. Từ hai cái bàn tay mình massage xuống hai cái chân của mình và trước bàn chân của mình. Và ra sau mình sẽ đi ba vòng như vậy đó, xuống hai cái chân phía trước để xuống ra sau. Thở vào này, dang tay rộng lên, thở ra, mình đem tâm mình trở về với thân trong giây phút hiện tại. Để tay trái ở phần bụng và tay phải trên cái trái tim của mình. Mình theo dõi thở, mình nhắm mắt lại cho phép mình ôm cơ thể của mình. Mình thở với cái tâm niệm hân hoan. Mình thở với cái lòng từ bi. Mình ý thức cái trái tim của mình đang còn đập. Ý thức cơ thể của mình đang còn sống. Và mình thấy rất là hạnh phúc. Mình biết ơn cơ thể của mình. Thở vào. Thở ra. Mình biết ơn hai chân của mình đứng trên mặt đất. Mình biết ơn đất mẹ. Biết ơn đất mẹ trong lòng của mình. Mình thở vào và mình cho phép mình buông thư toàn thân, thở ra
mình tải hết những cái căng thẳng của thân của mình. Đó. Thở vào, buông thi toàn thân. Thở ra, tải hết mọi việc. Cảm ơn đại chúng rất là nhiều đã tham gia vào cái bài tập khí công hôm nay, và xin chúc đại chúng có một ngày thật là an lành và hạnh phúc.